Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ tiếp tục về cái phần tập phim của cái phim đó các bạn. Bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình cái phần movie nè. Bây giờ các bạn sẽ chuyển cho mình cái thay vì cái round squad này, bây giờ mình chuyển thẳng thành cái UL xem phim đi các bạn. Bây giờ các bạn chuyển lại cho mình ha. Bây giờ mình sẽ rồi như thế này. Bây giờ các bạn chuyển lại cho mình cái là xem phim. Ở đây mình sẽ chuyển lại là thành là thay vì round mình sẽ chuyển UL luôn các bạn. Rồi, ở đây các bạn sẽ cho mình là movie slot và cái tàu tập phim nè. Bây giờ là mình sẽ xóa đi hết ha, mình ghi cho nó tiện các bạn. Xì cái đầu tiên là cái gì các bạn? Cái đầu tiên là mình chấm cái ha, là cái movie nè, slot đúng không? Rồi sau đó mình chấm cái mình nối cái xì các bạn, mình nối cái xì như thế này. Rồi nối xì như thế này, sau đó mình nối tiếp cái episode. Tập đầu phải không ta? Suy ra ok, các bạn xịt lại cho mình cái này ha. Rồi bây giờ mình thử là xem phim đó, mục tiêu của mình là như thế này nè các bạn. À cái phần này á, các bạn sẽ cho mình là xịt cái tập phim các bạn. Đi tập rồi các bạn xịt như thế này ha. Bây giờ mình sẽ quay lại mình refresh thử. Đây mục đích của mình là như thế này ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ là sau khi mình đổi UL xong rồi mình sẽ xuống dưới đây các bạn, mình sẽ copy UL này ha, mình sẽ copy UL này mình xuống dưới cái tập phim ở dưới đây các bạn, mình sẽ chỉnh lại cho nó luôn ha. Bắt ra như thế này để mình coi mình chỉnh ha. Raw what bằng slot bằng episode movie slot nè, movie slot và cái tập phim bằng episode tập phim. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ bỏ đi cái này cho mày em mình ha, copy rồi, chú ý cho nó dễ nè. Rồi bắt ra đây, bây giờ xem phim là cái này là episode đúng không, suy ra movie rồi suy ra slot và tập là sẽ là episode đúng không, bỏ cái này đi rồi episode. Rồi ok ngon lành cành đào ha. Bây giờ các bạn quay lại nè, refresh cho mình ha. Bây giờ mình sẽ xem tập 3 nè. Rồi ok tập 3 luôn ha. Tập 2. Ok tập 2 luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái xem phim, mình sẽ đổi lại cái, bây giờ nó không còn là cái name watch nữa đúng không? Bây giờ nó sẽ là xem phim slot và cái số thứ hai là cái tập phim các bạn. Các bạn ghi tập là được rồi ha. Tập rồi được rồi. Rồi sau đó các bạn quay lại cái episode watch cho mình cái hàm watch chứ. Rồi mình điền cái parameter kia vô tập phim. Rồi ok ha. Bây giờ cái tập phim này nè, bây giờ các bạn chỉ việc là gì, thay vì dollar get đúng không, thay vì dollar get thì các bạn chỉ việc là bỏ cái nếu set, nếu set tập phim, nếu tồn tại tập phim này. Rồi thì mình sẽ là tập phim bằng là tập ha. Rồi. Còn không tập phim bằng một vẫn giữ nguyên như cũ các bạn, tập phim bằng tập bằng một. À cái phần này nè, cái tập này các bạn bỏ tập này xuống đây ha. Rồi các bạn sẽ là ở bên giờ nó sẽ là gì các bạn, nó sẽ là bốn ký tự đúng không, nó sẽ là bốn ký tự. Bây giờ mình sẽ xuyên cắt đi số tập bắt đầu từ không. Mình sẽ lấy 4 ký tự ha, mình sẽ lấy ra bốn, mình sẽ cắt đi 4 ký tự thì nó sẽ là còn tập. Rồi ok bây giờ mình sẽ refresh nè. Bây giờ nó kêu là object what dòng episode. Cái này coi như chưa lấy được nè các bạn. Mình sửa đi đi ra
phim cơ các bạn, coi nó ra như thế nào ha. Ai mình muốn lấy cắt đi 4 ký tự, bắt đầu từ 1 2 3 4 chứ, bắt đầu từ 4 các bạn, từ 4 và lấy 0 ký tự ha, thử coi, bắt đầu từ 4 ha, lấy 0 ký tự, fresh, lấy 1 ký tự đi, từ 4 lấy 1 ký tự. Rồi, ok ra nè các bạn, tập 2, ok ha, rồi, tập 1, rồi, ok la ha, rồi, bây giờ các bạn chỉ việc là refresh lại thôi, đó, thì nó ra đúng tập 1 nè. Còn cái airframe này á, bây giờ các bạn sẽ cho mình là cái một cái deep warp content đây ha, một cái deep airframe đây, deep class bằng airframe, các bạn ghi cho mình là airframe frame đi, rồi cho nó dễ. Rồi ok, thì sau khi các bạn ghi như vậy, các bạn refresh lại, bây giờ mình qua tập 2 đi ha, mình qua tập 2 thử. Bây giờ nó nhỏ như thế này đúng không, bây giờ là mình sẽ bo vào cái deep. Rồi cái tập nè, hồi nãy là mình ghi là cái này cái link YouTube đúng không, là player nè, 100% 200%. Bây giờ các bạn ghi cho mình là cái deep plus tập phim đây, iframe frame nè, các bạn cộng cho mình cái, mình sẽ ghi là iframe, rồi iframe width 100%, đó. Và cái hai là bằng 500, thì các bạn có thể chỉnh trong đây như thế này, rồi như thế này ha, rồi các bạn bỏ cái style nó nằm ở trên đây luôn các bạn, để khi mà các bạn cần á, để các bạn chỉnh lại cho nó dễ ha, công mình bỏ vào CSS nó cực lắm. Rồi ok, bỏ thẳng style vào đây luôn một cái thôi, tại vì mình cũng ghi ít mà. Rồi các bạn cần chôn F5 hoặc là các bạn nhấn F5 refresh lại, thì tất cả những cái frame mà nó nằm ở trong cái deep iframe frame này thì mặc định nó sẽ là width 100% và 2500 pixel hết ha. Mặc dù các bạn copy, ví dụ như bây giờ mình sẽ copy cái tập 4 đi, tập phim Moon Knight ha, bây giờ mình phim mình copy, rồi ví dụ cho tập 4 đi, các bạn ghi như vậy ha, ví dụ như cái iframe phim như vậy, rồi mình thêm tập phim cái, là bây giờ mình sẽ là có tập 4 các bạn. Bây giờ là cái tập đây, tập 4 là các bạn refresh lại ha, nó sẽ hiển thị tập 4 ở đây, các bạn click vào tập 4. À cái này chưa ha, cái này mình chưa có cái đường dẫn phim. Bây giờ đây, tập mới nhất tập 4 nè, hiển thị ba tập, tập 4 nè, được vô, ok, tập 4 chạy nè các bạn. À tập 4 chạy nhưng mà ở đây nó sẽ gì, nó vẫn còn, nó không check cho mình ha. Bây giờ các bạn chỉ việc là quay lại cái các bạn chỉ cần là quay lại cho mình cái watch, cái xem phim nè các bạn. Bây giờ các bạn chỉ việc là kéo xuống cái phần và số tập đó các bạn, đây cái phần số tập ha, ra phần số tập khi active bằng không đồ này nọ kia ha. Bây giờ các bạn bây giờ mình sẽ so sánh trước ha, bây giờ đây đang tập 4 đúng không, bây giờ các bạn số tập nó có đây, các bạn chỉ việc gửi qua cái số tập thôi, mình gửi qua ví dụ như đang tập 4 thì cái tập này là hiện thời nó đang tập 4 đúng không, ví dụ đang tập 4 đi, thì mình sẽ so sánh là nếu khi bằng 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 tập các bạn, nếu khi bằng tập ít bắt đầu nó chạy từ không đúng không ta, không, vậy là khi khi bằng không thì nó sẽ active, vậy nếu mà chạy từ một, chạy từ một bằng tập trừ cho một các bạn ha, bằng tập trừ cho một, rồi ok, giờ các bạn phát lại không biết quá khi bằng nếu mà nếu mà tập đấy các bạn, không cần phải key này đâu, nếu mà tập rồi các bạn chỉ ghi vậy thôi, nếu mà tập bằng active nó active hết luôn các bạn, tại vì nó có số tập ha. À các bạn chỉ việc là tập bằng cái số tập các bạn, số tập Sierra episode thôi các bạn, rồi thì ra episode thôi thì mới active ha. Đây số tập là 4, movie episode số tập
phim các bạn, chứ không phải là tập ha, tập phim đi, tập phim chứ không phải số tập, tập phim các bạn, xin lỗi các bạn ha. Rồi refresh cái đó, ví dụ mà phim 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 tập 3 này các bạn, rồi đây nó active tập 3 luôn ha. Rồi tập 2 đây, nó active cho mình tập 2 luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ ghi cho nó là xem phim tập, tập phim. Cái này cái đường link nè các bạn, cái href của nó đâu ta, đây href draw số tập, các bạn chỉ việc thay đổi lại cho mình là cái, các bạn quay lại cái movie nè, copy cho mình cái phần URL này ha. Rồi bắt ra đây, xem phim episode thì các bạn xây lại đổi lại cho mình là số tập ha, ở đây nó sẽ là cái số tập luôn. À cái này slug đúng không, thì các bạn chỉ việc ghi cho mình cái movie ha, movie slug thôi, tại vì mình có luôn cái biến movie mà đúng không, có luôn cái biến movie mà nó gửi qua các bạn đây đúng không, dựa vào cái phim đó. Thì bây giờ là slug và cái episode này là số tập các bạn ha, rồi sẽ ra episode vậy, rất là đơn giản các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử refresh lại, rồi bây giờ mình ghi ra số 3 tập 3 này các bạn, đó nó chạy bình thường các bạn, tập 4 rồi nó load bình thường ha, tập 1 rồi load bình thường. Thì ví dụ như nếu mà không có cái biến này thì nó sẽ là not found rồi. Đó à, nếu mà không có cái biến này thì nó mặc định sẽ là tập 1 các bạn. Bây giờ mình sẽ còn eo if đi các bạn, à cái phần này nè các bạn sẽ cho mình cái episode nó nằm trên đây, nếu mà tồn tại số tập thì mình chỉ việc là gì các bạn, thì mình chỉ việc là tập phim bằng tập và tập phim bằng bằng gì các bạn, bằng này các bạn để trên đây. À, nếu tồn tại tập ha các bạn, nếu set tồn tại tập thì mình sẽ cho cái này, rồi đi tập phim movie. À cái movie này các bạn phải đặt lên đầu các bạn, các bạn đặt cái dưới này đi, cho nó dưới này đi ha. Rồi rồi bây giờ mình refresh lại, rồi ok chạy bình thường ha. Rồi bây giờ nếu mà tại mình sử dụng cái movie cho nên bắt buộc cái movie này phải chạy trước, còn không thôi thì cái tập bằng một các bạn, tập bằng một thì các bạn chỉ việc là copy thêm cái đoạn này ha, và các bạn thay cho cái tập phim như thế này luôn ha, không cần phải tay gì hết, bắt đầu bằng một. Ví dụ như mình không có cái tập 2 này đi, không có cái tập này luôn, nó sẽ không tìm thấy ha, bắt buộc nó phải là tập 1 đầu tiên các bạn, bắt buộc nó phải là tập 1. À, không sao cả ha, bình thường. Rồi tại vì mình sẽ ràng buộc ở bên đây các bạn, mình sẽ ràng buộc ở bên đây thì bắt buộc nó phải à, nếu mà phim bộ á, thì list vào đầu tiên nó sẽ là tập 1, còn ví dụ như phim lẻ thì mình sẽ chuyển khác ha, ví dụ như danh mục này là danh mục phim bộ đi, mình sẽ chuyển lại ha, phim liệt kê danh mục, giờ mình sẽ edit lại cho nó là thuộc dạng là phim bộ các bạn, phim bộ ha. Lẻ mình sẽ tính khác nha các bạn, ví dụ như cái phim này à, chú chó Lulu nó sẽ là phim lẻ các bạn, à, này chưa có phim cho nên nó sẽ là trailer, hiện tại đang trailer các bạn, này nó sẽ không hiểu episode nè. À, tại vì mình chưa có tập các bạn, bắt buộc là khi thêm phim nó sẽ mình sẽ thêm cái tập đầu tiên là tập 1 các bạn ha.